Mời anh em cùng đeo tai nghe nhá, trải nghiệm chất âm của bộ cấu hình ngày hôm nay xin giới thiệu với anh em trị giá 38 triệu anh em nhá. Anh em cùng nghe nhạc và tí nữa em sẽ giới thiệu chi tiết bộ cấu hình này và hát thử cho anh em cùng nghe. Cấu hình này rất là chất anh em nhá, chơi tốt cho những căn phòng tầm 30 đến 40 mét vuông và cao cấp anh em nhá. Đồng bộ lợi ích. Bên em sẽ lên cho anh em một cái cấu hình trị giá 38 triệu. Cái cấu hình này thì cũng rất là nhiều anh em là mong muốn ở bên em làm, thì ngày nay xin giới thiệu với tất cả anh em một cái cấu hình trị giá 38 triệu rất là đẹp anh em nhé. Đồng bộ của lợi Autic và thêm nữa là với cái cấu hình này anh em có thể chơi cho những cái căn phòng rất là lớn, từ 40 mét vuông anh em nhé, từ 30 đến 40 mét vuông. Thì với cái cấu hình này thì anh em có thể nhìn thấy rất là đẹp đúng không ạ? Toàn một màu đen, đúng không? Toàn một màu đen, cực kỳ đẹp, rất là sang trọng. Nhưng mà tay mic thì lại màu xám, rất là đẹp. Đó, anh em có thể nhìn thấy rất là đẹp đúng không ạ? Tay mic ở đây, anh em có thể nhìn thấy đây. Rất là đẹp đúng không ạ? Cực kỳ đẹp với cái tay mic này. Rất là bóng đúng không ạ? Anh em có thể nhìn qua. Đó, thì với cái cấu hình này, ngày nay xin giới thiệu với tất cả anh em là một trong những cái cấu hình cơ bản anh em nhé. Nó sẽ gồm một micro, một vang số, một quản lý nguồn, một cục đẩy 4 kênh, một cặp loa bass 30 anh em nhé, cặp loa bass 30 và một con súc, đó là con súc 40 anh em nhé, con súc 40. Thì với cái con súc 40 này thì anh em có thể thấy là nó rất là đẹp đúng không? Đầu tiên nó là con súc này là con súc TVK15S. Với con súc này từ 22-100 anh em nhé, công suất cao có thể lên tới 1200W anh em nhé. Và bình thường RMS nó rơi vào tầm khoảng độ 500W là có thể đánh được nó rồi. Là một trong những cái con súp rất là cơ động, anh em có thể lắp được cái bánh xe và một di chuyển anh em nhé. Và thêm nữa, đây là một chiếc súp chuyên nghiệp, anh em thể chơi ngoài trời được. Và giá của nó là chỉ dưới 6.500.000 đồng thôi anh em nhé. Đi về cái dàn máy này thì anh em thể nhìn thấy là cái bộ mic U705 hay là mã, một trong những cái mẫu mic mới hiện nay anh em nhé, mẫu mic mới hiện nay bên em vừa về và giá rất là hấp dẫn, chỉ 2.600.000 đồng thôi anh em nhé, 2.600.000, một trong những cái bộ mic mà khẳng định với anh em là cái chất âm nó rất là dày anh em nhé, rất là dày ấm và sóng tốt trong khoảng 80 mét anh em nhé, anh em chơi gia đình rất ok luôn. Đó, tiếng rất là hay. Tiếp theo đó là con vang, ở đây em sử dụng con vang D5, một trong những cái con vang cao cấp và được Chipass sản xuất và bảo hành lên tới 3 năm anh em nhé. Em sẽ cài cho anh em là 4 chế độ để anh em sử dụng. Đây là cái chế độ reverb anh em nhé, anh em thử nghe echo. Tí nữa em sẽ hát cái chế độ echo reverb anh em nhé. 1 2 5 6 7 7 8 9, tiếng rất hay đúng không? Đây là chuyển chế độ echo. Đây là chuyển chế độ reverb anh em nhé. Anh em nghe cái tiếng reverb nó rất là hay, rất là bay tiếng anh em nhé. Thì con vang này với giá là 4.200.000 đồng anh em nhé, chỉ với 4.200.000 thôi, rất là chất. Và tiếp theo đó là con quản lý nguồn P9, là một trong những cái quản lý nguồn mà có đầy đủ lọc nguồn anh em nhé, lọc nguồn automat và giá chỉ có 1.700.000 thôi. Chơi con này thì anh em không phải mua ổ cắm, mà cái ổ cắm của mình ấy tuy là nó kể cả ổ cắm xịn nó không có lọc nguồn, nhưng đây có lọc nguồn, nó có lọc nguồn bên trong thì nó sẽ rất là đảm bảo cái là khi mà có vấn điện nó bị nhiễu thì nó sử dụng nó dập nhiễu anh em nhé, rất là tiện dụng. Và giá chỉ có 1.700.000 thôi. Còn cục đẩy ở đây em sử dụng là cần đất đêm LT3006, thì cục này thì anh em có thể search YouTube để anh em có thể xem, công suất 900W trên 1 cây. Và với con cục đẩy này thì anh em đánh đến bây giờ là em thấy là đánh mọi loại loa được anh em nhé, và sử dụng mạch của nó là mạch class D, nhưng mà nguồn thì là một xuyên. Nên con này sẽ rất là bền bỉ và tiếng rất là hay. Anh em thể nghe qua cái
máy. Trước nữa anh em thử nghe qua, em hát thử cho anh em cùng nghe anh em nhé. Đó. Và với cái combo đồng bộ lợi cao tích này, đó, với cuộc đẩy LT 3600 giá 9,5 triệu anh em nhé. Đó. Thì với cái combo này thì em có ghép đó là một cặp loa. Cặp loa đây em sử dụng đó là cặp loa S12, sử dụng bass 30. Và lưu ý với anh em là với cái cặp loa này thì nó được sử dụng là bass 30. Và cái bass này nó là bass neo anh em nhé. Sử dụng bass neo nên nó rất là nghe tiếng, nó rất là hay, rất là sạch. Anh em thể nghe thấy cái tiếng, đúng không? Tiếng xì, ê, ê, 1, 2, 5, 6. Tiếng rất là đẹp đúng không ạ? Sơn sần cát anh em nhé, sơn sần cát. Sử dụng bass 30. Riêng của bass này là từ neo. Với cặp loa này thì em đã lắp rất nhiều các phòng karaoke rồi. Và giá của nó là 13.500.000 đồng anh em nhé. Một trong những cái mức giá rất là hợp lý chơi cho gia đình và phòng karaoke. Cái chất âm đưa ra rất là hay. Và bây giờ em sẽ mời anh em cùng đeo tai nghe trải nghiệm chất âm của cái bộ cấu hình này, bộ dàn này luôn anh em nhé. Tổng bộ này là 38 triệu. Đó. Và mời anh em cùng đeo tai nghe trải nghiệm chất âm. Mời anh em cùng đeo tai nghe để trải nghiệm chất âm của cái bộ cấu hình này anh em nhé. Em sẽ hát thử cho anh em cùng nghe. Với cấu hình này thì rất là chất. Đã lâu rồi đôi lứa cách đôi đời, tương duyên xưa còn hạnh mơn mãi thương ơi. Em tôi còn học nữa hay ra đi từ độ nào? Ngày xưa đó ta hay đón dìu nhau đi trên con đường lẻ loi, mấy năm qua rồi em anh không gặp nữa, bằng yêu thương và nhớ anh xin chép lên nhớ vào những đêm buồn. Mưa rơi từng đêm mưa chiến miên trên đồi núi yên lòng, anh thương nhớ vô biên thương. Anh thương ngày đó em anh ánh mắt mềm sâu không nói nên câu xa từ. Mong anh mong làm sao cho tình duyên không nhạt phai theo năm tháng thoáng qua màu. Yêu em nhiều lắm nhưng tình ta vẫn chưa thành, khi núi sông còn điều linh. Phương này vui kiếp sống chính nhật nhưng không quên dệt mơ ương. Ước ngày nào quê hương tàn chính chiến cho tơ duyên đượm ấm màu. Và phương đó em ơi có gì vui xin viết thư về cho nhớ thương ơi đây. Đêm nay trên đồn vắng thương em anh thương nhiều lắm, em ơi biết cho chăng tình lẻ đêm buồn. Xin kính chào tất cả các bác nha. Để xem được những video mới nhất của bên em thì mời anh em cùng ấn vào phần tìm kiếm trên YouTube, gõ chữ Thắng Cao Audio anh em nhé. Đó, khi ấn vào chữ Thắng Cao thì anh em nhớ đăng ký kênh và ấn chuông, chọn tất cả. Khi đăng ký kênh và ấn chuông xong thì anh em có thể nhận được những thông báo mới nhất của những video bên em. Rồi chào, cảm ơn tất cả các bác.